Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay em có mấy cái món hàng của một anh khách muốn gửi bán thanh lý dùm. Thì ở đây có ba cái đèn Tiffany và hai cái con lạc đà gỗ. Thì mấy cái món này ngày xưa anh ấy mua ở siêu thị nội thất nhà Sinh ở chỗ đường 3 tháng 2 ở quận 3. Thì nay anh ấy muốn thanh lý đi. Thì ba cái đèn và hai cái con lạc đà này thì giá của nó sẽ là 6 triệu. Cái đèn này thì chóa của nó là chóa 20, còn cái đèn này thì là chóa 30. Đó, tất cả thì nói chung là nó cũng theo thời gian, nó cũng cũ đi rồi mà hoạt động thì vẫn còn ok. Đó, anh em có thể thấy. Cái này thì chúng ta có thể làm ở phòng ngủ. Đấy, trang trí, hoặc là đây là mấy con lạc đà bằng gỗ. Đấy, nói chung là nó cũng nó là hàng cũ rồi, có cái nó cũng bị lứt. Và ba cái đèn và hai cái con lạc đà này giá của nó là 6 triệu nha anh em, tất cả là 6 triệu. Đấy, rồi cảm ơn cả anh em. Cái đế này của nó được làm bằng kim loại, không biết là phải bằng đồng hay là bằng gì. Rồi, cảm ơn cả anh em nhé. Tại vì đây là hàng thanh lý đấy, của khách nên là em chỉ quay lên cho anh em nào thấy phù hợp thì mua, không thì hoặc là có thể em cho số điện thoại anh em tự liên hệ với cả anh khách để trao đổi về giá. Cảm ơn cả mọi người.